Các là kiến trúc tiêu biểu của Văn Miếu Hà Nội, còn ở Văn Miếu Bắc Kinh thì kiến trúc tiêu biểu ở đâu? Đó chính là ở đây, đó là Bích Ung Điện mọi người ạ. Đây là nơi mà nhà vua giảng dạy cho các vị quan và học trò. Sau vua Càn Long thì mỗi dịp mới lên ngôi thì các vị vua đều phải đến đây giảng dạy mọi người ạ. Đây chính là chiếc ngai vàng mà vua ngồi giảng dạy. Còn hơn 3.000 học sinh là quỳ xuống ở bên ngoài nghe, mà hồi đó không có mic, mà tại sao lại có thể nghe thấy tiếng của nhà vua được. Mọi người xem bức tranh này, đây chính là khung cảnh nhà vua giảng dạy vào thời xưa. Bởi vì ở bên cạnh nhà vua có những người truyền âm, họ khi mà nhà vua nói một câu thì họ sẽ nói lại câu đó để từng người một truyền âm thanh ra bên ngoài, đại khái kiểu 扇子，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 扇
bao quanh. Vòng bên ngoài là hình tròn, còn bên trong là hình vuông. Thì nếu mà từ trên cao nhìn xuống thì sẽ giống một chiếc vòng ngọc. Vào thời nhà Chu ý, những nơi như vậy là do chỉ dành cho nhà vua giảng dạy khi mà mới lên ngôi. Thế nên là để tỏ lòng biết ơn với các bậc hiền triết thì vua Càn Long đã cho xây ngôi điện này để tôn kính và bắt chước những cái nghi lễ của thời Chu mọi người ạ.